Tôi từng là một người nghèo, rất nghèo, nhưng giờ phút tôi đang viết thư cho các bạn đây thì tôi xin mạn phép lấy thân phận của một người giàu có để đi gặp Thượng Đế. Nhưng tôi không muốn để lại cho các bạn bí quyết trở nên thành công và giàu có của tôi. Bí quyết đó nằm trong cái câu hỏi, người nghèo thiếu nhất cái gì? Nếu bạn trả lời đúng theo quan điểm của cá nhân tôi thì tôi sẽ dành 1 triệu đô của Pháp để dành tặng cho bạn nào trả lời đúng. Vậy theo anh chị và các bạn thì người nghèo thường thiếu nhất cái gì và thường thừa nhất cái gì? Chúng ta sẽ cùng Thắng ơi chia sẻ và sưu tầm những cái thông tin để chia sẻ với anh chị và các bạn những người mà chưa giàu thì nên tránh 6 cái điểm sau đây. Người nghèo thì chắc chắn là cần tiền chứ cần cái gì? Câu trả lời này thực tế thì không sai. Rõ ràng là đã nghèo thì chắc chắn là thiếu tiền, và thiếu tiền thì sẽ cần tiền. Nhưng cái câu trả lời đúng của nó phải là người nghèo thì cần nhất là khát vọng kiếm tiền. Cũng giống như rất nhiều những cái bài học kinh doanh mà anh chị và các bạn đã từng nghe qua, đó là hãy cho người nghèo một cái cần câu cá, chứ đừng cho họ gọi là con cá để sinh sống qua ngày. Cái câu chuyện mà chúng tôi kể với anh chị và các bạn ở đầu video và cũng là một trong những cái câu chuyện khá là thú vị về những thứ mà những người nghèo, những người còn chưa giàu thì mãi nghèo là bởi vì họ không có khát vọng kiếm tiền. Một câu chuyện khác mà chúng tôi có thể kể với anh chị và các bạn, tức là ngay cả ước mơ mà cũng không dám ước mơ lớn thì chẳng bao giờ có thể giàu có và thịnh vượng được. Câu chuyện là như thế này. Có 2 chàng sinh viên học đại học ở Hà Nội, và trong một buổi chiều tan học thì 2 cậu này khá là đói bụng và cực kỳ thèm ăn. Thì có đi qua một cái quán vịt quay thì mùi vịt quay thơm phức đã tỏa ra khắp nơi. Thì 2 cậu mới ước, và một trong số 2 cậu thì ước rằng là ước gì có một con vịt quay để 2 chúng ta về phòng mỗi đứa một nửa thì ăn cho nó đã. Thế thì ngay lập tức cái cậu bạn bên cạnh thì có vẻ là thể hiện mình hiểu biết và cũng có phần là thể hiện một chút, thì mới gắt cậu bạn rằng: sao mà ước mà sao mày không ước là 2 con để tao 1 con, mày 1 con về khỏi mất công chia. Qua cái câu chuyện như vậy thì chúng ta thấy được rằng là ngay cả trong những cái điều ước nhỏ nhoi thì cũng không dám ước lớn, không dám mơ lớn, thì rất thật khó để có thể có những cái tư duy, những cái khát vọng để làm giàu. Và điều này là một trong những điều mà những người chưa có điều kiện để làm giàu hoặc là chưa giàu có và thịnh vượng thì nên tránh. Đó chính là hãy dám khát khao, hãy dám mơ ước để có thể vươn lên, vượt qua hoàn cảnh để làm giàu. Và cái câu trả lời cho cái câu chuyện ở đầu video của vị tỷ phú người Pháp thì nó không chỉ ngoài cái khát vọng kiếm tiền, mà cái câu trả lời đúng của một cậu bé đã trả lời và nhận được 1 triệu đô của tỷ phú người Pháp này. Câu trả lời đó là thiếu khả năng dám làm. Cái điều khác biệt mà giữa người giàu và người nghèo thì người nghèo thường là thiếu nhất. Cái thứ thiếu nhất của người nghèo đó là thiếu khả năng dám làm, giống như người giàu. Nghèo thì thường đi cùng với hèn, và cái khó thì thường bó cái khôn. Và do đó thì cái người nghèo thiếu nhất thường là thiếu tự tin vào bản thân mình, thiếu kiến thức do ít chịu học hỏi hoặc là sưu tầm, hoặc là đọc và nghiên cứu những cái bài học mà những người đi trước, những cái vĩ nhân đi trước họ tích góp và viết thành những cuốn sách, viết thành những cái kinh nghiệm được lưu giữ trong sách và kho tàng sách. Thiếu cái khả năng tự tìm tòi trả lời những câu hỏi còn đang khuyết thiếu.
Và cái điều mà người nghèo thường thiếu nhất đó là thiếu tiền. Nhưng nguyên nhân thiếu tiền là do không thực hành từ sớm cái kỹ năng quản lý tài chính, và cũng không được dạy về cái kỹ năng quản lý tài chính ngay từ những điểm xuất phát ban đầu. Không có ai tự nhiên mà giàu, tất cả đều phải qua cái câu chuyện tích góp và quản lý, quản trị tài chính. Có người nói rằng là lương còn không đủ ăn thì làm sao mà có thể tích góp và quản trị tài chính theo kiểu để dành tiết kiệm được. Thực tế mà nói thì chúng ta quản trị tài chính nó nằm ở tỷ lệ tiết kiệm chứ nó không nằm ở giá trị tiết kiệm. Dù kiếm bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng cần phải có một cái quy trình ngay từ những điểm xuất phát thấp của cái câu chuyện là kiếm ăn, câu chuyện là đi làm từ những lúc mới ra trường hoặc là từ khi mà trưởng thành thì đều phải có một cái tỷ lệ tiết kiệm nó phù hợp, và chỉ có tiền thì mới thay thế được cái nguồn lực là sức lao động. Và khi có tiền, có cái sự tích góp rồi thì cơ hội tới mới chớp được, có những cái cơ hội làm ăn mới có nguồn vốn để làm. Phần đa số, không phải tất cả, nhưng phần lớn người nghèo thì đều thiếu tiền. Nguyên cớ là bởi vì ý y rằng là mình thu nhập thấp nên không tiết kiệm, và không tiết kiệm thì không có tiền, thiếu kỹ năng quản lý, thiếu vốn, và từ đó thì cái kết tạo ra là sự thiếu hụt nghiêm trọng trong cái quá trình quyết định, và cuối cùng là dẫn đến thiếu tư duy. Tức là khi không có vốn, khi không có tư duy cũng như không có học thức thì rõ ràng rằng là cái quá trình mà ra quyết định nó sẽ yếu, và khi mà ra quyết định yếu thì nó sẽ làm cho những cái người này thiếu tự tin, không dám làm, không dám thử và không dám chấp nhận rủi ro, do là tất cả mọi thứ đều bao quanh họ đều là một sự mơ hồ. Và chính vì cái mơ hồ đó thì dẫn đến câu chuyện đó là cái hành động thì thường có một cái thói quen rằng là sẽ trả lời theo hướng tức là không làm được, không thể làm và không muốn làm. Một cái thứ mà thực sự mà chúng ta cần phải, nếu chưa giàu, chưa thành là tỷ phú hoặc chưa có những điều kiện mà muốn vươn lên thì đặc biệt phải cần lưu tâm. Điều thứ ba đó là người nghèo mà gặp phải một cái tình trạng mà không có cái gì thì nó thành khốn cùng. Thì xin được hỏi anh chị và các bạn, cái câu hỏi này là nó khá là hay và khá là hấp dẫn. Thì phần lớn thì người nghèo thì do một số trong số những người nghèo đó là do lười làm và không chịu làm, có công việc nhưng không làm, hoặc là lười làm thì sẽ không có thu nhập. Do đó thì thường có cái khuynh hướng là ham chơi hoặc là không làm, là chơi, và thường là thừa thời gian nhưng mà không hành động. Nhưng có một cái loại người nghèo mà gặp phải cái tình trạng này thì thực sự là hết thuốc chữa, đó là đáng nghèo mà lại gặp phải cái tình trạng là thiếu. Và cái thiếu quan trọng đây là thiếu thời gian. Không có tiền có thể gọi là nghèo, còn vừa nghèo mà vừa không có thời gian thì đó mới thực sự là khốn cùng. Khủng khiếp hơn nghèo đói là vừa nghèo mà lại vừa bận rộn. Thì đây là một trong những cái điểm mà khá thú vị về cái câu chuyện đó là nghèo bận rộn. Tức là gì? Phần đa chúng ta thấy rằng là nghèo mà là do chúng ta phải làm những công việc cực nhọc và thu nhập thì thấp, thời gian làm việc thì dài, tăng ca hoặc là phải làm thêm rất nhiều nhưng thu nhập thì không được bao nhiêu. Bao nhiêu thu nhập đem về thì không có quản trị tài chính và đều tiêu hết. Do đó thì chúng ta sẽ đi vào một cái vòng luẩn quẩn, tức là thu nhập thì thấp, tiêu thì hết, không có tiết kiệm và không có nguồn dư, dẫn đến không có nguồn lực là tiền và cơ hội đến thì không làm gì được. Nhưng cái đó nó không kinh khủng, nó thực sự chưa kinh khủng, là bởi vì nó kinh khủng ở đây á, là chúng ta không có thời gian, không có thời gian để gọi là nâng cao kiến thức, không có thời gian để mài giũa cái kỹ năng lao động, cái khả năng lao động, và không có thời gian để suy nghĩ về việc làm cách nào để thoát ra khỏi cái vòng xoay luẩn quẩn của câu chuyện là nghèo. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là nghèo mà thiếu thời gian thì đúng là thảm họa. Câu chuyện sau đây thì xin được kể với anh chị và các bạn là có một cô gái tìm thấy một cái vòng lặp vô tận, không có lời giải đáp,
cô này thì là nghèo. Nguyên cớ thì nó là cái vòng lặp thực sự mà chúng ta hiện nay giới văn phòng đang gặp phải. Cô này không có đủ tiền, cô ấy đi làm nhưng thu nhập thấp, do đó nên không đủ tiền. Không có đủ tiền thì cô ấy phải sống ở một nơi xa cái vị trí làm để tiết kiệm tiền thuê nhà. Sống ở một nơi xa chỗ làm thì cô ấy mất rất nhiều thời gian để di chuyển và phải dậy sớm để đi làm. Gần như không có thời gian dành cho bản thân và cái thời gian ở trên đường nó chiếm rất nhiều trong số những cái thời gian đáng ra thì có thể sử dụng nó để bổ túc thêm kiến thức, để có thể rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Và cái việc dành thời gian đi đường nhưng càng nhiều thì cái thời gian dư thừa lại càng ít. Và để đối phó với cái giá thuê tăng và chi phí sinh hoạt, cô phải làm nhiều giờ hơn hoặc một số cái công việc bán thời gian vào ban đêm. Do đó thì cô này không có thời gian để làm bất kỳ cái việc gì khác nữa. Và cái vòng lặp luẩn quẩn này thì nó sẽ dẫn đến cái câu chuyện đó là chẳng có cái giải pháp nào để giải quyết vấn đề. Điểm thứ tư mà thông thường thì người giàu có nguyên tắc họ sẽ không bao giờ đụng tới cái gọi là hạt giống, và đó nó gọi là nguồn vốn tích lũy. Bởi vì họ hiểu hơn ai hết rằng là cơ hội thì đôi khi sẽ nằm ngoài những cái dự trù, nhưng nó đến khi nào thì chúng ta khó có thể biết được. Nhưng mà người nghèo thì rõ ràng về nhận thức đầu tư kinh doanh hoặc là những cái nhận thức liên quan đến cơ hội thực sự không lớn. Nhưng có điểm làm cho người nghèo, người chưa có tiền thường hay mắc phải, đó là bởi vì không có hoặc là có rất ít cái khoản tiền tiết kiệm, nhưng vì cái thu nhập đầu vào nó thấp và cái khuynh hướng về nhận thức về cái câu chuyện bắt buộc phải dự trữ cái nguồn gọi là thóc giống để gieo trồng cho vụ mùa, hoặc là sử dụng để cải thiện thêm cái thu nhập, nâng cao cái tiền, nó tức là tiền vốn gốc nó đẻ thêm được tiền. Thì vì cái việc mà cái khó thì nó hay thường bó cái khôn và nó đẩy vào cái vòng lặp là dễ không có thời gian để cải thiện về sức khỏe bản thân, nên hay dính phải những cái tình trạng là rắc rối về mặt sức khỏe, gặp những cái rắc rối trong cuộc sống và thường phải chi nhiều hơn thu và hay dùng đến các cái khoản tiền tiết kiệm hoặc là những cái khoản tiền để dành phục vụ cho cái mục đích là dùng nguồn tài nguyên là tiền, dùng cái nguồn nhân lực thay thế là tiền để thay thế cái nguồn lực là sức lao động, sức tiền để thay thế cái sức lao động, nên họ thường hay phải tiêu lẹm vào thóc giống và họ vi phạm cái nguyên tắc không được tiêu vào thóc giống để chờ cái cơ hội làm ăn và kinh doanh có thể đến bất kỳ lúc nào. Mà người giàu thì hay ứng dụng được cái chuyện này nên họ giàu, họ càng giàu hơn. Nguyên tắc mà thứ năm mà chúng ta chưa giàu hoặc còn nghèo thì cũng nên tránh, đó là người giàu thì có khuynh hướng là tôn trọng và quý mến cũng như là tôn sùng những người giàu khác, hoặc là rất rất thần tượng những người có kiến thức, có trình độ và có sự giàu có. Do đó thì các cơ hội làm ăn thường dễ dàng đến với người giàu hơn, thường dễ dàng đến với những cái người mà có cái tư tưởng như vậy. Người nghèo thì thông thường hay coi trọng những người nghèo, ghét người giàu và có cái tính đố kỵ nhất định đối với những người giàu và những người có tiền. Điều này nó sẽ dẫn đến câu chuyện mà chúng ta thường hay nghe thấy, đó là bạn chính là trung bình cộng của 10 người bạn của bạn. Bạn mãi nghèo là bởi vì bạn là trung bình cộng của những người mà bạn yêu quý. Và những người bạn yêu quý, những người bạn ghét bỏ thì thường xa lánh bạn. Thì những cái trung bình cộng của những người bạn biết, bạn quen thường là không đem lại được những cái cơ hội giàu có cho bạn. Tư duy phải thay đổi ngay từ cái bản gốc của điều thứ 5 này thì chúng ta mong mới có thể giàu có được. Và anh chị và các bạn sẽ nghe một cái câu chuyện về cái việc là nếu như bạn biết chơi bóng bàn hoặc chơi cầu lông, nếu được quyền chơi với những người mà có khả năng chơi giỏi hơn mình
thì rõ ràng sau một khoảng thời gian, cái kỹ năng chơi bóng bàn hoặc cầu lông của bạn sẽ giỏi hoặc không bằng, nhưng cũng gần tương đương với những người giỏi. Còn nếu như bạn mãi chơi với một cái người gọi là đánh cầu lông hoặc đánh bóng bàn rất là kém, thì mãi mãi bạn cũng khó có thể tiến bộ hơn được, là bởi vì bạn không phải là trung bình cộng của những người chơi giỏi. Điểm thứ 6, và đây cũng là một điểm cực kỳ quan trọng mà người nghèo thường hay mắc phải, hoặc là những người hiện nay đang mong muốn làm giàu nhưng vẫn hay có cái tư duy mắc phải, đó là nghèo thì hay hèn và thường thích những thứ miễn phí. Kẻ giàu thông thường họ hiểu rất đúng về bản chất về những thứ miễn phí. Ở trên đời này thì không có bữa cơm nào gọi là miễn phí, và không có bất kỳ một thứ gì được coi là miễn phí cả. Nó không lấy của bạn thứ này, nó sẽ lấy của bạn thứ khác. Có thể những thứ miễn phí bạn nhận được, nó không lấy của bạn tiền trong túi, nhưng nó sẽ lấy của bạn thời gian, nó lấy của bạn công sức và sức khỏe, nó lấy đi của bạn một cái tư duy về cái sự chi tiêu và tiêu dùng, cũng như lấy đi của bạn cái khả năng tạo cái áp lực cho chính mình trong cái câu chuyện kiếm tiền. Bởi vì bạn quen xài cái thứ miễn phí thì chả có áp lực gì cho bạn trong cái câu chuyện phải kiếm ra tiền để tiêu cả. Không có bất kỳ một thứ gì được coi là rẻ và miễn phí. Chỉ có những thứ phù hợp. Người giàu thông thường đi mua hàng, họ ít khi trả giá, họ chỉ tìm kiếm một cái thứ sản phẩm tốt, chất lượng và phù hợp với túi tiền của họ, chứ họ không quá quan tâm tới một cái thứ quá rẻ nhưng mà lại quá bèo hoặc kém chất lượng. Những thứ chúng tôi chia sẻ, siêu tầm, mong đem lại những hữu ích. Đừng quên like nếu thấy hay và chia sẻ video này tới cộng đồng. Hãy đăng ký kênh Thắng ơi để nghe những chia sẻ trong thời gian sắp tới hay hơn và bổ ích hơn. Thân chào! Và nếu như thích nghe về những cái chủ đề tương tự, anh chị và các bạn vui lòng để lại cái comment, cái bình luận của mình dưới video này. Xin thân ái chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong một chương trình tiếp theo.